Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi là Tiến Đạt, năm nay tôi 20 tuổi. Hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi có thể giới thiệu về bản thân mình với 3 từ ngắn gọn, đó chính là năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc. Phương châm sống của tôi đó là dám nghĩ, dám làm và không ngừng cải thiện bản thân mình. Trong cuộc sống thường ngày, bạn bè thường nói với tôi, nhận xét tôi là một người rất vui tính, hòa đồng và rất hay cười. Trong công việc, tôi luôn đề cao tính tự giác và có trách nhiệm cao với công việc của mình đã được định ra. Trong tương lai, tôi có một ước mơ và có một niềm đam mê cháy bỏng, đó chính là trở thành một MC. Và tôi đã đặt ra cho mình 2 mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất, đó chính là cho mình tự tin trước đám đông và có một giọng nói truyền cảm. Mục tiêu thứ hai, đó chính là trở thành một MC chuyên nghiệp. Và để làm được điều đó, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có lòng quyết tâm và rèn luyện rất cao. Tôi cũng như các bạn trước kia rất là rụt rè, nhưng với lòng quyết tâm và lòng đam mê, tôi đã tự tin hơn rất là nhiều. Và trong tương lai, tôi mong muốn mình trở thành một MC chuyên nghiệp và có thể đứng trên mọi lễ đài. Để làm được điều đó, bản thân tôi đang từng ngày từng giờ phát triển. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những lời giới thiệu của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.